Tôi xin chào quán chị em ha. Nay em quay cho quán chị em tham khảo cái động cơ Mitsubishi. Đây, con này Mitsubishi S4R quá chị em. S4R. Thì con này chặt từ máy phát điện xuống từ thùng phát điện quá chị em. Cho nên nó sơn gì được quá chị em. Sơn luôn này luôn. Sơn luôn cũng phát màu một. Nói chung là sơn nhìn không đẹp quá chị em ha. Đấy. Cái bộ lực nhớt này thì em gắn vô nha, nó xài lực nhớt gời quá chị em. Bộ này em gắn vô. Chứ nếu mà mình xài lực nhớt gời lòng thòng, gắn gì cho nó gọn. Cô bác chị em nào mua muốn xài lực nhớt gời thì em đưa bộ lực nhớt gời ha. Bộ e đầy đủ ha. Heo cơ chà bá bự quá chị em. Chưa có dấu dặn ha, nguyên zin. Về phần lốc máy thì nó bị chốc sơn một vài chỗ quá chị em. Đấy. Cho nên là không có gọi là cọp được. Con này là khá đẹp quá rồi ha. Đấy. Con này nó có hai dòng đó ha. Dòng bét lớn, dòng bét chung. Con này bét chung nha. Con này bét chung. Đấy. Con này thì nó nổ khủng khiếp luôn đó nha. Tua cũng khá là nhanh luôn. Tua bằng 6 ha. Cho nên là cô bác chị em nào mà lựa chọn để mình sử dụng cho cái mục đích gì đó thì mình xem coi nó có cân xứng là mình xài quá cho em ha. Đề máy con rồi thì em sẽ đề máy cho quán chị em tham khảo ha. Đấy. Bồ khủng khiếp không, phê lắm. Con này nổ nghe đã tài quá nha. Phê quá nha. Nó rộng họng bà cố luôn. Con này thì giá cũng mềm quá chị em ha. Trên số 3 chút. Dễ sử dụng quá chị em ha. Đấy. Cam kết nguyên zin quá chị em ha. Đấy. Kìm nguyên bản nha. Nước sơn thì có những chỗ nó chì chốc ha. Chút xíu quá chị em ha. Mùa sau bán vậy quá chị em. Đấy. Cái gì đó thì nó gõ nét, mua sao bán vậy. Cho nên nó đã vậy rồi thì không thể nào mà cho nó khác hơn được. Vì thế cho nên là bán cho bác chị em bao không đổ hơi, đúng nghĩa địa. Giá trên 30 tí. Đấy. Quá hợp lệ quá anh chị em. Thôi, cảm ơn các bác chị em rất là nhiều nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo.